Xin chào tất cả các bạn. Vừa rồi tôi đã giới thiệu cho các bạn hai sản phẩm của công ty trà sương mai, đó là sản phẩm son. Bây giờ tôi sẽ bật mí cho bạn một bí mật nhỏ. Trên tay tôi đây là sản phẩm dầu gội đầu 100% từ thiên nhiên, từ trà xanh, từ hương nhu, bổ kết và hương bưởi, giúp cho làn tóc của chúng ta được mềm mịn và mịn hơn. Mùi rất là thơm, và tạo bạc rất là tốt. 100% từ thảo dược, 100% từ thiên nhiên, giúp cho cái làn da, da đầu của bạn được bảo vệ từ những tinh chất trà xanh này, hương nhu, bổ kết, hương bưởi đó. Và màu sắc thì nó giống như màu này luôn, hình như đây là màu sắc của cái sản phẩm dầu gội. Đây là một sản phẩm mà cũng sẽ được ra mắt vào cuối tháng 5 năm 2018. Năm 2018 sẽ là một sản phẩm vô cùng hot trên thị trường, các bạn đón chờ nhé. Đây là sản phẩm thứ hai, đây là sản phẩm kem dưỡng da, trà xanh. Các bạn cũng thấy cái màu hơi trắng trắng, nhưng mà nó trong thực ra nó là màu xanh, như thế này. Màu xanh này thì chúng tôi sẽ cũng cho ra mắt vào cuối tháng 5 cùng với sản phẩm dầu gội đầu và dầu xả. Thì sản phẩm kem dưỡng da này thì giúp bảo vệ làn da, môi, giúp bảo vệ làn da của bạn được mịn màng. Đồng thời thì tôi có một cái sản phẩm đó là sữa tắm. Đấy, sữa tắm nó cũng sắp được ra mắt vào tháng 5 này. Và vậy trong tháng 5 này chúng tôi sẽ có dầu gội, kem dưỡng da, dầu xả và sữa tắm, sẽ được ra mắt 4 sản phẩm sẽ được ra mắt trong thời gian tới. Các bạn hãy theo dõi và sẽ chuẩn bị đón chào các sản phẩm mới của Sương Mai nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn.